con cảm tạ Chúa. Chúa ơi, những Chúa ngày được được qua, Chúa ơi, trong hiện tại thời Ủa. điểm này, tất cả chúng con đều có những điều bất an, lo sợ vì bệnh dịch lây lan khắp mọi nơi. Mỗi ngày chúng con nghe tin anh chị em chúng con thông báo lên để cầu nguyện nhiều nhiều người bị nhiễm F0 và tất cả, Chúa ơi, nhiều các bệnh khác nữa mà bệnh rất là ngặt nghèo. Chúng con cầu nguyện Chúa, chúng con ăn năn với Chúa là có những lúc chúng con cũng thấy lòng mình bị dao động chơi, bởi vì chúng con đã trải qua những cơn bệnh mà gần như là đi đến sự chết. Nhưng trong lúc đó chúng con mê man thì nghe lời Chúa phán chúng con rằng dầu các ngươi đi trong sự bóng chết thì ta cũng ở cùng các ngươi, cây chừa ta sẽ an ủi các ngươi. Chúng con cảm ơn Chúa. Buổi chiều hôm nay chúng con lắng lòng nghe lời của Chúa phán rằng các ngươi Chúa ơi, Chúa phán rằng là hãy cầu nguyện Chúa và dâng lên tất cả những nan đề. Chúa ơi, mà tin cậy nơi Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng con mọi điều lớn và những điều khó mà chúng con chưa từng biết nữa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con suy ngẫm rằng cuộc đời này, thời điểm này có những việc mà chúng con hết bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Chúa ơi, nhưng chúng con cầu nguyện Chúa, xin Chúa bày tỏ cho chúng con những điều gì để chúng con làm theo lời của Chúa. Và Chúa chúc phước cho tất cả chúng con, ai nấy cũng làm theo, cầu nguyện theo đặc tính của Đức Chúa Trời của chúng con, là Ngài muốn là chúng con ăn năn tội của mình, Ngài muốn là chúng con cưu mang. Chúa ơi, đất nước Việt Nam chúng con và cả thế giới này đang tình trạng bệnh dịch lây lan khắp khắp mọi nơi, đang thiếu thốn mọi điều kiện, cũng như là chúng con cầu nguyện cho y tế. Chúa ơi, những thiết bị rất là thiếu thốn, không đủ để mà cứu người. Chúa ơi, nhiều khi chúng con nhìn thấy bệnh rất là nhiều nhưng mà không có thở được, nhưng tất cả những oxy thì thiếu rất nhiều. Chúng con cầu nguyện Chúa, Ngài cũng sắm sẵn, Ngài cũng ban phước cho ban y tế. Chúa ơi, để mua sắm tất cả thiết bị, những chúng con được nhận sự chữa lành chính mình Chúa. Chúa ơi, còn họ chưa biết Chúa, họ không biết kêu cầu ai. Chúng con cầu nguyện Chúa, Ngài chúc phước cho anh chị em chúng con là những người đang ở bệnh viện dã chiến. Ngài cũng ban phước và Ngài cũng đặt trong lòng giống như là một sư khế. Chúa ơi, dù ở trong sự bệnh dịch, nhìn thấy người chết ngổn ngang, nhưng mà anh em chúng con có một đức tin mạnh mẽ đi giúp đỡ mọi người, đã bày tỏ vì danh của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Đó là chúng con xưng danh của Chúa ra và chúng con nhận biết chúng con có một đặc tính quan trọng, chúng con là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa chúc phước, Chúa chữa lành cho những anh chị em chúng con. Đêm hôm qua chúng con nghe, ồ Chúa ơi, nêu lên rất rất là nhiều anh chị em bị F0. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện Chúa, Ngài chữa lành cho tất cả anh chị em chúng con. Ai đang thiếu hơi thở, nguyện Chúa hà hơi. Chúa ơi, Chúa cho thở lại không khí được trong lành. Chúng con cảm ơn Chúa để những hệ thần kinh được lưu thông. Chúa ơi, mà ban đầu Chúa nắn dựng như thế nào, Chúa cho anh em chúng con phục hồi trở lại như thế ấy. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Và chúng con tin cậy nơi Chúa. Chúng con đặt đức tin chúng con nên Chúa và chúng con cầu nguyện. Và Chúa cũng nói hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Chúa ơi, những điều lớn khó chúng con chưa biết, nhưng chúng con tin rằng Chúa sẽ bày tỏ cho chúng con hàng ngày, từ từ Chúa chúng con sẽ nhận biết để mà làm theo ý của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Trời, buổi trưa hôm nay chúng con cầu nguyện Chúa chúc phước cho hội đồng cầu nguyện của chúng con, hết thảy anh em chúng con cũng nhận biết đặc tính của Chúa. Mỗi người Chúa cho một cách khác nhau để chúng con cùng nhau hầu việc Đức Chúa Trời chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa chúc phước đường truyền của chúng con. Chúa ơi, để ai nấy cũng được dòng chảy của Thánh Linh của Ngài tuôn tràn dòng chảy cầu nguyện này qua cầu nguyện khác. Tất cả chúng con đều hiệp một với nhau trong tình yêu của Chúa và trong sự tin cậy của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Nguyện Chúa chúc phước cho Ngoan là người hướng dẫn chương trình, cho Tuấn là người ban nhạc được đầy ơn để dẫn dắt hội thánh của Chúa trong sự thờ phượng phượng Chúa buổi trưa hôm nay. Con dâng lời cảm ơn Chúa và con cầu nguyện Chúa Thánh Linh Ngài luôn tuôn chảy tất cả chúng con, luôn giấy động tấm lòng của chúng con, luôn ban thần khôn ngoan cho chúng con, tuôn tràn cho người này đến người khác, mà con cái của Ngài, để chúng con luôn làm theo ý chỉ của Ngài. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa một điều, và chúng con nhận biết
điều mà Chúa ban cho, và chúng con tin cậy nơi Chúa, chúng con hết lòng và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.